Hội đồng giám mục Mexico kêu gọi sự cộng tác sau khi bầu chọn ông López Obrador. Hội đồng giám mục Mexico đã chúc mừng ông Andrés Manuel López Obrador về chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử để trở thành tổng thống kế tiếp của đất nước này, nhấn mạnh sự cần thiết rằng để hợp tác một cách tích cực với các quan chức đã được bầu chọn của chúng ta. Ứng viên cánh tả, ông López Obrador đã giành chiến thắng kỳ bầu cử tổng thống tại Mexico với một khoảng cách ấn tượng. Ứng viên chống lại thiết chế đã thực hiện trên nền tảng dân túy, hứa sẽ giải quyết tình trạng bạo lực thuốc phiện, tham nhũng và nghèo nàn đang hoành hành đất nước. Ông kêu gọi một mối quan hệ tôn trọng giữa Hoa Kỳ và Mexico, nhưng phê bình kế hoạch của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về một bức tường biên giới. Trong một thông cáo ban hành ngày 2 tháng 7, Hội đồng Giám mục Mexico đã nhấn mạnh rằng ngày bầu cử nhìn chung là một trật tự và hòa bình. Phía sau việc thi hành trong tinh thần dân chủ này là phẩm giá và sự tự do của mọi người được mời gọi để tham gia vào đời sống xã hội, các vị giám mục nói. Chúng tôi thể hiện sự tôn trọng của chúng tôi với các quan chức được bầu cũng như tất cả mọi công dân nói chung. Chính phủ và xã hội cùng hợp tác với nhau thì chúng ta có thể làm được những điều lớn lao. Hội đồng giám mục Mexico đã nhấn mạnh rằng không một cá nhân quan chức chính phủ nào có thể giải quyết hết mọi vấn đề. Các vị nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tham gia của người dân, luôn luôn với sự tôn trọng nhân quyền và thiện ích chung. Chúng ta chỉ có thể tạo nên những điều kiện tốt hơn cho sự phát triển cho mọi người nếu chúng ta tham gia cách cá nhân vào sự cải thiện những hội đồng thành phố, các tiểu bang và toàn bộ nền Cộng hòa Mexico, các giám mục nói. Nhìn về tương lai, hội đồng giám mục nói rằng giáo dục và chống lại tình trạng nghèo, sự thật và sự tự do, tôn trọng những khác biệt và tìm kiếm sự đồng thuận là những cách thế để vượt thắng sự bất bình đẳng, sự ích kỷ và lạm dụng. Chúng tôi đặc biệt kêu gọi người Công giáo hãy tham gia gấp đôi sự dấn thân của mình để làm chứng cho sự tận hiến và đại lượng của chúng ta sẽ soi sáng cho đời sống xã hội bằng tin mừng của sự sống, bình an và tình liên đới. Tín thác đất nước cho mẹ Guadalupe, Hội đồng Giám mục nói các vị sẽ tiếp tục cầu nguyện cho một Mexico hòa giải, công bằng và huynh đệ, vốn sẽ tôn trọng phẩm giá của những người nghèo nàn và bị loại trừ nhất, sự sống của thai nhi, thiện ích của gia đình và sự tự do tôn giáo đúng đắn.